bây giờ thì hồi nãy giờ quý vị nghe hát thay đổi không khí, quý vị muốn nghe Kỳ Duyên đọc một chuyện cười không ạ? Hay là quý vị muốn tiếp tục nghe hát nữa? Quý vị muốn làm sao thì em xin chiều. Hát đi nha. Rồi, hát thì được. Nếu như vậy thì để một lát nữa kể chuyện cười sau. Chắc chắn là người nữ ca sĩ này là một người quý vị rất là yêu mến. Vì đi đâu thì Kỳ Duyên cũng thấy là ngoài những tiếng vỗ tay thì quý vị cứ thấy cô ở trên sân khấu làm sao thì ở dưới sân khấu ở ngoài đời cô y hệt như vậy. Có nghĩa là rất là chất phát, rất là gần gũi, rất là thật thà và rất là dễ thương. Xin mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của Phi Nhung. Phi Nhung xin kính chào quý vị. Chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Và nhạc phẩm Phi Nhung đề công hiến cho quý vị buổi hôm nay đó là bài Em Đi Trừ Hư. Phi Nhung sẽ lên một câu giọng cổ để cho vũ đoàn để cho vũ đoàn. Vậy thì Phi Nhung sẽ hát bài hát quê hương ba miền tặng cho quý vị tới hôm nay nha. Phi Nhung xin cảm ơn quý vị đã yêu mến Phi Nhung. Xin cảm ơn rất nhiều. Dạ. Hãy
như cô Thắm, con bác Năm ở xa mới về, dáng người xinh xao xinh quá trong mắt đám trai làng ta. Mới ngày nào quay dây giấy tiền, mới ngày nào tung tăng khắp miền, mà giờ đây cô Thắm xin hơi nàng tiền. Mặt hoa da phấn thêm mắt đa tình, mày cong môi thắm nhung gấm quanh mình, tay dù say chân dây tay nhìn cô tha thước như liễu buông mành. Bà con cô bác anh ấy khen thầm, ước mong cô gái ngoan nhà mình. Ô kìa ai như cô Thắm, trong sáng qua gấm hoa tràn đài, thế mà hôm nay cô Thắm không khác chi các cô làng ta ngàn. Nốt bài thơ nghiêng trong nắng tà áo, bà ta duyên quê ấy mà. Cùng chị em cô bước chân đi chờ xa, ý thì ra cô Thắm đang mến hơn người, vì cô ăn ở theo thó theo thời. Bao người thương, bao chàng mê làng trên là xóm dưới nu nức xa gần. Bà con cô bác ai nấy khen thầm, cây ta có dâu là ngàn hơn. Y chết rầu dạ như cô Thắm, đi với ai giống như thằng Hùng. Ấy nào ai hay ai biết, trong cũng xứng đâu thiệt nghe. Lúa đồng trên xanh xanh có nàng, lúa cày sâu bên đây có chàng. Chờ mùa lên hai đứa bay chạy tình duyên nghe. Không còn yêu nhau thì thôi, em nói ra đi chẳng đến một lời. Có gì mà ngại em ơi, có gì mà đành giản dối, anh không hề kết tội em đâu. Duyên tình không chọn xa nhau là em cũng như anh sướng vui được. Tình duyên mới còn anh đi cưới vợ là xong. Duyên kiếp đôi ta từ đây thôi lỡ làn, kỷ niệm chôn kín trong tim. Đời sẽ đổi thay và tình yêu xóa mờ, vẫn làm chi mối duyên hờ. Duyên tình không vẹn gieo neo làm chi, giang díu chi thêm đớn đau tội hơn. Có gì mà ngại em ơi, có gì mà đành toán tính, tình không thương xin đừng lụy. Không vẹn gieo neo làm chi, gian díu chi thêm đớn đau tuổi hơn. Có gì mà ngại em ơi, có gì mà đành toán tính, tình không thương xin đừng lụy vương. Có gì mà ngại em ơi, chẳng còn gì mà toán tính, tình không thương xin đừng lụy. Còn gì mà toán tính, tình không thương xin đừng lụy vương.
đành toàn tính, tình không thương sinh đừng lụy. Trong tranh vẽ những vui buồn, lòng anh thầm yêu nàng ca sĩ, cô gái rất yêu bông hoa, tặng một đại sứ hoa hồng thắm cho nàng ca sĩ anh yêu thương. Ngôi nhà xinh anh đã bán, màu nóng trái tim mình dưới nắng thiêu lanh, chiều cành hồng khoe sắc thái. Thưa quý vị, bây giờ thì hồi nãy giờ quý vị nghe hát thay đổi không khí, quý vị muốn nghe Kỳ Duyên đọc một chuyện cười không ạ? Hay là quý vị muốn tiếp tục nghe hát nữa? Quý vị muốn làm sao thì em xin chiều. Hát đi nha. Rồi, hát thì được. Nếu như vậy thì để một lát nữa kể chuyện cười sau. Chắc chắn là người nữ ca sĩ này là một người quý vị rất là yêu mến. Vì đi đâu thì Kỳ Duyên cũng thấy là ngoài những tiếng vỗ tay thì quý vị cứ thấy cô ở trên sân khấu làm sao thì ở dưới sân khấu, ở ngoài đời cô y hệt như vậy. Có nghĩa là rất là chất phát, rất là gần gũi, rất là thật thà và rất là dễ thương. Xin mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của Phi Nhung. Phi Nhung xin kính chào quý vị. Chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Và nhạc phẩm Phi Nhung đề cống hiến cho quý vị buổi hôm nay đó là bài Em Đi Trừ Hương. Hôm qua em đi chùa Hương, hoa có còn mới xưa, cùng thầy mẹ vẫn đầu son. Lạnh áo the mới, tay em cầm chiếc nón.